từ dòng sữa tươi sạch, một nguồn duy nhất từ trang trại Nutimilk Gia Lai. Tạo ra kem Nubi siêu hấp dẫn. Kem sữa tươi, kem sữa tươi lúa mạch vị cacao, kem sữa tươi trái cây vị dâu. Ngay thẻ đổi kem trong mỗi lớp sữa Nubi, với một thẻ đổi ngay một cây kem Nubi tại các cửa hàng tạp hóa có tủ kem Merino và Celano từ ngày 15 tháng 8 các bạn nha. Ngoại truyện Nubi, huyền thoại kem sữa tươi. Sao tự nhiên lạnh quá vậy? Mặt đất nóng bằng luôn rồi, chuyện gì thế này? Vùng đất này cái gì cũng tốt hết á, chỉ là một ngày sẽ có những khoảng thời gian đột ngột đóng băng. Lúc đó cả trang trại tụi mình sẽ phải vào lều trú ẩn hết, hết thời gian đó mới ra được. Thời tiết gì mà kỳ vậy? Vậy sao các cậu vẫn ở nơi này mà không chuyển đi chỗ khác? Các cậu muốn biết á thì đi theo mình. Trời ơi, lạnh vậy mà còn phải ra ngoài hả? Đây là lý do vì sao bọn mình sẽ không từ bỏ nơi này. Cái gì vậy? Là kem sữa tươi. Hóa ra những cái hộp gỗ đó là khuôn làm kem thời tiền sử hả? Chúng ta đem kem về lều ăn tiếp nha. Vị này là sữa tươi, ngọt thơm mà còn mát lạnh nữa. Lên mà lên quá đi à. Món này là đặc sản của nơi đây, ngon hết hồn luôn. Trong lúc đó, ở một nơi khác. Tự nhiên sao đang trưa mà lại có tuyết rơi vậy? Anh tụi em đóng băng hết rồi sếp ơi. Bi có ý tưởng này hay lắm nè. Mình mix thử với dâu và cacao lúa mạch đi. Để Nu dùng máy làm đông cấp tốc, không cần phải ra ngoài nữa. Wow, dụng cụ thần kỳ gì đây? Vị dâu hòa quyện với vị kem sữa tươi ngon đỉnh cao luôn. Không ngờ còn có thể kết hợp như vậy. Vị cacao đậm đà quá. Kem cacao lúa mạch thật là hợp gu của Nu. Bà bò là người lớn, bà bò thích cả hai. Thật là thần kỳ. Kem sữa tươi kết hợp với dâu tươi và lúa mạch cacao lại tạo ra cây kem ngon quá xa ngon. Mình muốn xin công thức này để lưu truyền cho thế hệ sau. Cứ tự nhiên. Chỉ tiếc là không thể nào giữ kem sữa tươi đông lạnh cả ngày, để lúc nào muốn ăn thì cũng ăn được. Bò quản gia lấy dụng cụ đông lạnh này đi, Nu tặng cho các bạn đó. À, thật sao? Cảm ơn bạn tốt bụng. Hả? Mặt trời lại lên cao rồi. Băng tan rồi mọi người ơi. Tìm được các ngươi rồi. Ta sẽ tiêu diệt các ngươi để vùng đất linh thú mãi mãi là của ta. Là trùm bốt, hắn đã tìm ra chúng ta rồi. Bà quản gia mau lùi lại. Mọi người cùng lùi lại đi, đừng rời khỏi lều. Trời lại đổ tuyết nữa rồi. Hiện tượng đóng băng thời tiết lại đến nữa rồi sao? Hiện tượng đóng băng xảy ra một ngày tới hai lần lận, nên mình mới nói các cậu không nên ra ngoài vội. Sao quá khứ vùng đất linh thú có thời tiết kỳ lạ như vậy mà sau này lại không còn nữa ta? Là do các linh thú huyền thoại xuất hiện nên các mảng địa hình bắt đầu tách nhau ra để hình thành vùng đất riêng của linh thú đó. Có lẽ vì vậy mà thời tiết kỳ lạ này cũng chịu ảnh hưởng theo và biến mất. Đường hầm thời không lại xuất hiện rồi. Thật sao? Chúng ta mau trở về thôi. Tạm biệt bò quản gia. Tạm biệt trang trại Nutimilk. Tiếc quá, mọi người về sớm thế. Tạm biệt nha. Ơi!
chúng ta lại lạc tới vùng đất nào vậy? Đây là vùng đất linh thú hiện tại đó. Việc chúng ta tìm ra kem và giữ kem đông lạnh ngày xưa đã thay đổi hiện tại. Món kem sữa tươi được lưu truyền từ xưa đến nay và đã trở thành một lãnh địa kem sữa tươi. Bò bò! Sao em biết hả bò bò? Bởi vì em chính là hậu duệ của trang trại Nutimil. Những ký ức này đột nhiên xuất hiện trong đầu em đó. Ghê vậy sao? Nu! Hả? Nhìn kìa! Thiết bị đông lạnh của Nu kìa! Nó đã ở đây suốt từ đó đến giờ. Nhờ vậy mà vùng đất kem sữa tươi mới có thể duy trì nhiệt độ đủ để đông lạnh kem. Anh Nu, chị đi nhìn kìa. Loại kem mà tụi mình đã sáng tạo ra vẫn còn ở đây nè. Hả? Vẫn ngon như vị nguyên bản. Ủa em làm gì vậy Bi? Ri, em mới nghĩ ra ý này. Tên em, em đã tự đặt tên là Nubi Kem và in lên bao bì để đánh dấu bản quyền rồi nè. Em sẽ đóng gói hết chỗ kem này luôn. Hòn đá này có niên đại 1.500 năm trước. Hình vẽ này sao giống tụi mình quá. Là hình do bà quản gia lưu lại đó. Bạn ấy vẽ tụi mình nè. Kem ngon quá, kem ngon quá. Ngon thiệt, ngon muốn xỉu luôn. Ngon quá ha. Ngon quá. À, sếp ơi, em muốn ra ngoài ăn kem. Tôi nuôi nó sống thảnh hơi ghê. Nó hơn kem mà nó hơn chi nào luôn. Tụi bay yên coi. Ta cũng muốn ăn nó kêu ẩu. Ủa hình như giọng của Trùm Bốt đâu đây? Mà nói ra thì vẫn chưa biết là cái thiết bị trùm phá hoại đó của hắn làm được những gì nữa. Ê, mà thôi kệ đi. Ngon thiệt à. Ngon quá. Kem ngon xỉu. Mấy bạn nhỏ mà ăn kem này chắc cũng mê xỉu quá. Mời các bạn cùng ăn kem sữa tươi với Vi nhé. Kem sữa tươi ngon mát lạnh. Ăn là nghiền, thử ngay nha. Uống Nuvi sang thẻ đổi kem. Một thẻ đổi kem, nhận ngay một cây kem Nuvi sữa tươi vị bất kỳ. Nhanh tay nào!